Xin chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Ở video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào các bài tập trong vở bài tập toán lớp 5, bài 81, đó là bài luyện tập trung. Bài số 1 yêu cầu các em đặt tính đổi tính. Ta sẽ đặt tính theo hàng dọc nhé. 1, 2, 8. Các em viết chừa ra một chút nhé. Viết chừa ra một chút đây. Rồi các em chia cho 12,8. Đây chúng ta cách ra một chút. Đặt phép chia cách ra. Chia một số tự nhiên cho một số thập phân. Các em đếm xem thử ở phần thập phân có bao nhiêu chữ số. Ở phần thập phân đây có một chữ số đây. Thì các em thêm một chữ số 0 vào phía bên phải của cái số bị chia. Và các em bỏ chỗ phải này đi. Ta chia như chia hai số tự nhiên. Các em lấy 128 chia 128 được một lần này. 1 nhân với 128 thì bằng 128. 128 trừ đi 128 bằng 0. Hạ tiếp chữ số 0 xuống. 0 chia 128 bằng 0. 0 nhân 128 thì cũng bằng 0. 0 trừ 0 vẫn bằng 0. Kết quả của phép chia 128 chia cho 12,8 sẽ bằng 10. Tiếp theo, các em làm phép chia 285,6. Các em chia cho 17. Tiên các em lấy 28 chia 17. 28 chia 17 được 1 lần. Nhân ngược lên 1 nhân 17 bằng 17. 28 trừ đi 17 dư 11. Các em hạ tiếp chữ số 5 xuống. 115 các em chia cho 17 thì được 6 lần. Được 6 lần. Các em có thể làm ra nháp này. Chúng ta lấy 115 các em trừ đi này. 6 nhân với 7 42, viết 2 nhớ 4 này. 6 nhân 1 là 6 nhớ 4 bằng 10. Như vậy lấy 115 trừ đi 102, kết quả số dư ở đây lại bằng 13. Dư 13, các em viết ngay dưới số 15. Hạ tiếp chữ số 6. Ngay khi các em chữ ngã hạ chữ số đầu tiên của phần thập phân thì các em đánh dấu phẩy sang đây. Các em lấy 136, các em chia cho 17. Thì kết quả được 8. Được 8, kem nhân ngược lên này, 8 nhân với 7 56, viết 6 nhớ 5 này. 8 nhân 1 là 8 nhớ 5 13. Như vậy thì 8 nhân 1 nhân với 17 sẽ bằng 136. 100 trừ 3 136 trừ đi 136 hết. Kết quả của phép chia 285,6 chia 17 bằng 16,8. Sang ý cuối cùng, 117,81 kem chia cho 12,6. Chia hai số thập phân, kem đếm ở phần số chia này có một chữ số ở sau phần thập phân thì kem dịch chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải một chữ số, dấu phẩy này dịch chuyển sang đây một chữ số, kem bỏ dấu phẩy ở số chia đi, chúng ta chuyển thành 1178,1 chia 10, 126. Các em lấy 1178 chia cho 126. Bởi vì là 117 không chia được 126. Các em lấy 1178 chia cho 126 thì được 9 lần. Được 9. Như vậy chúng ta nhắc ra này. 1178 này, trừ đi này. Các em lấy 9 nhân với 126. 1 các em lấy 9 nhân với 126 thì kết quả 9 nhân 126 thì kết quả sẽ bằng 1134. Lấy 1178 trừ đi 1134. 8 trừ đi 4 bằng 4 này, 7 trừ đi 3 cũng bằng 4 này. 1 trừ 1 hết, 1 trừ 1 hết. Như vậy số dư ở đây là bằng 44. Dư 44, kem hạ chữ số 1 ở phần thập phân xuống. Ngay khi em hạ chữ số 1 thì em đánh dấu phẩy sang đây. 441 chia cho 126 thì được 3 lần. Vậy chúng ta sẽ lấy 441 trừ đi này. Kem lấy 3 nhân 126 nữa. 3 nhân 6 18, viết 8 nhớ 1 này. 3 nhân 2 bằng 6 nhớ 1 bằng 7 này.
31 bằng 3. 4 không trừ được 8, kem mượn 1 phía trước. 11 trừ đi 8 bằng 3, trả 1 sang đây. 7 nhớ 1 bằng 8, 4 không trừ được 8 mượn 1. 14 trừ đi 8 bằng 6. Kem hạ tiếp, nhớ 1 sang đây. 3 nhớ 1 bằng 4, 4 trừ 4 hết. Như vậy số dư ở đây bằng 63. Kem thêm chữ số 0 bên phải, kem chia. 630 chia cho 126 được 5. Nhẩm lên này, 5 x 6 30 viết 0 nhớ 3 này. 5 x 2 bằng 10 nhớ 3, bằng 13 viết 3 nhớ 1, 5 1 5 nhớ 1 bằng 6. Như vậy 5 x 126 đúng bằng 630. 630 trừ 630 hết. Kết quả phép chia 1178,1 chia cho 126 bằng 9,35. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong được bài tập số 1. Bạn nào chưa làm xong bài tập số 1, các em hãy dừng lại để làm cho xong bài tập số 1 nhé. Tiếp theo sang bài tập số 2. Bài tập số 2 là một bài tính biểu thức, giá trị biểu thức. Chúng ta có một cái ngoặc này, chia cho 4 này, cộng với 22,82 nhân 2. Như vậy các em sẽ thực hiện ở trong ngoặc trước. Có ngoặc, các em thực hiện ngoặc trước. Các em lấy 75,6 trừ đi 21,7, đặt tính ra kết quả chúng ta bằng 53,9. 53,9 này chia cho 4 này, cộng với 22,82 nhân 2. Đến đây có phép chia, phép cộng và phép nhân. Các em thực hiện chia trước này, nhân trước này và phép cộng sau. Lấy 53,9, kem chia cho 4. 53,9 chia cho 4, kết quả chúng ta sẽ bằng 13,475. 13,475. Dấu cộng để sau, thực hiện phép cộng sau. Đấy, lấy 22,82. Kem nhân với 2 thì sẽ ra 45,64. 22,82 nhân 2 bằng 45,64. Đến đây rồi các em mới lấy 13,475 cộng với 45,64. Các em đặt phép tính ra, chúng ta được kết quả đó là bằng 59,115. 59,115. Như vậy chúng ta vừa hoàn thành xong được cái ý A. Chú ý cái thủ tự thực hiện phép tính, đó là có ngoặc, kem thực hiện trong ngoặc trước, sau đó đến phép nhân chia, và cuối cùng thì phép cộng hoặc phép trừ chúng ta thực hiện sau cùng. Tiếp theo cô và các em chuyển sang bài tập số 2. 2B như sau. B cũng là tính giá trị của biểu thức. 21,56 chia cho mở ngoặc 75,6 trừ đi 65,8. Đóng ngoặc trừ tiếp đi 0,354 chia 2. Như vậy các em sẽ thực hiện ở trong ngoặc trước cho cô. 21,56 các em đưa sang này. Các em tính ở trong ngoặc thì được 9,8. Chia 9,8. B dấu trừ sang 0,354 chia 2. Đến đây có hai phép chia và một phép trừ. Các em đi thực hiện hai phép chia này trước này. Cái phép trừ thực hiện sau thì các em cứ hạ phép trừ xuống. Như vậy đến đây các em sẽ lấy 21,56 chia cho 9,8. 21,56 chia 9,8 kết quả bằng 2,2. Bên này kem lấy 0,354, kem chia cho 2 thì sẽ bằng 0,177.
Đến đây rồi, các em mình lấy 2,2 trừ đi 0,177. Các em đặt phép trừ ra. Kết quả cuối cùng của chúng ta sẽ bằng 2,023. 2,023. Như thế là chúng ta đã vừa hoàn thành xong bài tập số 2 A và B. Sau bài tập số 3 như sau. Năm 2003, gia đình bác Hòa thu hoạch được 8 tấn thóc. Năm 2008, gia đình bác Hòa thu được 8,5 tấn thóc. Hỏi so với năm 2003 thì năm 2008, số thóc gia đình bác Hòa thu hoạch tăng thêm được bao nhiêu phần trăm? Như vậy, muốn biết tăng thêm bao nhiêu phần trăm thì các em sẽ tìm phần trăm của số thóc năm 2008 này so với năm 2003 sẽ là tỷ số phần trăm nhé. Tìm tỷ số phần trăm của thóc thu hoạch được năm 2008 so với năm 2003 là tỷ số phần trăm thóc thu hoạch được năm 2008 so với năm 2003 Vậy, các em phải xem thử là tỷ số phần trăm cái số thóc năm 2008 so với năm 2003 bằng bao nhiêu. Thì các em lại lấy năm 2008 này, các em chia cho năm 2003. Như vậy lấy 8,5, các em chia cho 8. 8,5 chia cho 8 thì nó sẽ bằng 1,0625. 1,0625. Vậy 1,0625 muốn chuyển sang phần trăm thì các em lấy cái số này các em nhân với 100, tức là bằng 106,25, thêm ký hiệu phần trăm vào. Như vậy số thóc của năm 2008 so với năm 2003 là nó đạt 106,25%. Như vậy thì người ta hỏi là phần trăm tăng thêm bao nhiêu, đúng không ạ? Như vậy số thóc năm 2008 so với năm 2003 tăng thêm là cái phần trăm số thóc năm 2008 tăng so với năm 2003 là muốn biết được tăng thêm bao nhiêu phần trăm thì cái lấy cái này này. Quy định là ngầm định là 100%. Như vậy bây giờ nó đạt được 106,25% thì các em lấy 106,25% này. Ban đầu so với ban đầu, vậy như vậy ban đầu sẽ là 100% đúng không ạ? Bây giờ đạt được 106,25 thì các em sẽ lấy 106,25, các em trừ đi 100% thì sẽ ra được phần trăm tăng thêm sẽ là 6,25%. Số phần trăm tăng thêm thì các em sẽ lấy cái phần trăm mà các em tính được ở phía trên, các em trừ đi 100% thì sẽ ra được số phần trăm tăng thêm. Câu B. Nếu so với năm 2008,
năm 2013 số thóc cũng tăng thêm bấy nhiêu phần trăm, thì năm 2013 gia đình bác Hòa thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc? Như vậy người ta bảo đây này, so với năm 2008, như vậy các em sẽ lấy cái này này, đúng không ạ? Lấy cái này làm mốc này. So với năm 2008 thì năm 2013 cũng tăng được 6,25%. Hỏi năm 2013 thu hoạch được bao nhiêu? Như vậy các em sẽ tìm ra được là cái số thóc năm 2013 tăng so với năm 2008 là số thóc năm 2013 tăng so với năm 2008. Muốn biết tăng bao nhiêu thì kem lấy số thóc năm 2008 là 8,5. Kem nhân với phần trăm tăng lên, tức là nhân với 6,25. Rồi các em chia cho 100. Xem thử tăng bao nhiêu, tăng được bao nhiêu hỏa tấn thóc. Kem đặt phép tính ra ngoài. 8,5 kem nhân với 6,25 thì kết quả sẽ bằng 53,125. Kem chia cho 100. Như vậy nó sẽ tăng 0,53125 tấn. 0,53125 tấn. Đây là cái phần thóc tăng so với năm 2008. Như vậy số thóc năm 2013 thu hoạch được là số thóc năm 2013 thu hoạch được là 4. Biết thu hoạch được bao nhiêu thì game lại lấy số thóc năm 2008 là 8,5. Kem cộng với cái phần tăng thêm ở đây là 0,53125. Như vậy là số thóc của năm 2013 thu hoạch được sẽ bằng 9,03125 tấn. 9,03125 tấn. Đáp số câu A là ở đây là thu hoạch tăng thêm bao nhiêu phần trăm, tức là tăng 6,25%. Câu B, năm 2013 thu hoạch được 9,03125 tấn. Như thế là chúng ta đã vừa hoàn thành xong bài tập số 3. Tiếp theo cô và các em sẽ chuyển sang bài tập số 4. Bạn nào chưa xong bài tập số 3 thì các em hãy dừng lại làm cho xong bài tập số 3 đã nhé. Bài tập số 4 như sau. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Một người bán hàng bỏ ra 80.000 đồng tiền vốn và bị lỗ mất 6%. Để tính số tiền lỗ thì chúng ta tính như thế nào? Lỗ 6% ở đây là lỗ so với tiền vốn. Như vậy các em sẽ lấy tiền vốn là 80.000 đồng, các em nhân với 6, các em chia cho 100 thì sẽ ra tiền lỗ, đúng không ạ? 80 nhân 6 chia 100. Đáp án đúng, các em khoanh vào là đáp án D. Như thế là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được toàn bộ bài tập số 81 trong vở bài tập toán lớp 5. Để ủng hộ cho cô thì các quý phụ huynh cũng như các em học sinh, chúng ta hãy nhớ like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký màu đỏ ngay phía bên dưới góc phải màn hình đấy để tiếp tục theo dõi các video mới ở trên kênh nhé. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh và các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh và các em học sinh ở các bài học tiếp theo.